Vâng, xin kính chào các bạn vị. Chắc các bạn nhận ra được khác biệt đúng không? Đấy, cho mọi người nhìn kỹ ở đây này, rồi nhìn đây này. Vâng, thôi tôi cũng xin nói thật là mình vừa mới đi cắt tóc về. Thành ra là hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề rất là hot. Đó chính là Nokia chính thức quay trở lại thị trường với một chiếc smartphone cho Android. Và nó có tên là Nokia 6. Chắc là sắp tới luôn là Nokia 9. Mẫu smartphone này thì được công bố và đáng tiếc lại chỉ bán ở thị trường Trung Quốc, chứ sẽ không bán ra các quốc gia khác cho tới thời điểm này. Và cái sự quay trở lại này là do hãng HMD. Đây là một công ty đang sở hữu thương hiệu smartphone của Nokia. Chiếc máy của chúng ta thì có màn hình là 5,5 inch độ phân giải Full HD, công nghệ tấm nền IPS, đi kèm với kính cường lực Google Glass được làm cong 2,5D. Và đặc biệt nữa, cấu hình là 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong, chip Snapdragon 430, may thế không dùng chip MediaTek các bạn ạ. Và chạy trên Android 7.0. Quá tuyệt vời nếu so với mức giá được đưa ra là 250 đô, tức nghĩa hơn 5 triệu đồng. Thì đây là một cái rất đáng để chúng ta lựa chọn Nokia khi một thương hiệu. Và camera sau sẽ có độ phân giải 16 megapixel, hỗ trợ công nghệ lấy theo pha, có chế độ chụp ảnh thông minh tự động nhận diện ra khung cảnh để làm sao chụp auto ngon nhất cho các bạn, không cần phải lo lắng lựa chọn các thông số khác nhau. Camera selfie là 8 megapixel. Chiếc máy này đã mất 55 phút để chế tạo trên một cái cục nhôm nguyên khối series 6000, thành ra cái độ bền của nó cũng rất cao và hoàn thiện tuyệt vời. Sản phẩm ta sẽ tích hợp với cảm biến vân tay ở mặt trước ngay bên dưới màn hình, tức nghĩa là sẽ có một cái phím home. Bên cạnh đó thì smartphone sẽ còn tích hợp công nghệ âm thanh Dolby Atmos, nâng cao khả năng nghe nhạc, giải trí, xem phim, chơi game của nó tốt hơn. Và cho tới lúc này thì máy mới chỉ có các hình ảnh minh họa và một video ngắn 44 giây để thể hiện và giới thiệu. Còn website bán hàng của nó thì cũng chưa có thông tin bất kỳ một cái gì nữa. Vậy các bạn nghĩ sao, chiếc máy này thì liệu có khả năng thành công được hay không? Và nếu một ngày Nokia đem chiếc máy này về Việt Nam với mức giá như thế, thật ra về Việt Nam khả năng chênh phải lên đến 6 triệu hay 6 triệu rưỡi hay 7 triệu. Thì các bạn có muốn nói không? Các bạn kỳ vọng gì Nokia sự quay trở lại ngay từ đầu năm 2017 này? Hãy cùng comment chia sẻ ý kiến bên dưới và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.